Hai, hôm nay Hồng sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người một bài cắt tóc bóp Nhật hàng nha. Thì trước tiên Hùng sẽ chia hình móng ngựa và xác định chiều dài khách mong muốn. Cắt một đường thẳng ngang không độ. Sau đó tiếp tục chia ra các garrison tạo cho có tầng lớp nhẹ. Lớp 1 đưa ra lớp 1 cắt, lớp 2 kéo về lớp 1 cắt lớp 3 kéo về lớp 2 cắt để tạo cho cái độ tầng nó đổ lại về phía trước. Cứ tiếp tục như thế 3 về 4, 4 về 5 nha. Rồi hai bên thì chúng ta cắt rau kéo tóc về phía trước, cắt chéo về phía sau để tạo cho cái độ lại để khi mình tém tay nó có cái độ ôm ở cái dốc phía sau là phía sau cái màn tan của tay bên tay cũng rất tương tự nha cắt rau thì nó sẽ lại về phía trước lại về phía sau chút sorry. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? So có hai bên đều nhau chưa và tiếp tục gỡ cái phần trên phần chữ U xuống. Cắt liên kết vào. 1 về 1, 2 đưa về 1, 3 đưa về 2. 4 đưa về 3. 5 đưa về 4. Phần trước thì chúng ta cắt lướt xuống. để tạo thành cái máy bay bên bên đây mình cũng cắt tương tự nha mọi người kỹ thuật nâng góc độ này là garrison là tầng thấp nha tầng không có cao lắm để tạo cái độ phòng ở phần gáy khi chúng ta nâng góc độ layer lên cao quá thì nó sẽ bị phẳng cái phần gáy nha rồi bên đây chúng ta cắt lướt xuống để tạo cho cái độ mềm mại ở phần máy thì sau khi mình dùng kỹ thuật này mình cắt nó sẽ bị nặng tóc thì mình sẽ tỉa đầu ngọn nha hoặc sử dụng kéo tỉa để tỉa đó đây là phương pháp tỉa đầu ngọn các bạn có để ý tóc này bị xoăn không ạ à? một lát hùng sẽ duỗi cái phần gáy đi ép sai cái phần gáy đi tại vì tóc này nó mọc lệch qua một bên và nó bị xoăn nên hùng sẽ phá ngồi cái phần phần sấy của phần gáy ép sai đó và duỗi nó ra còn phần trên Hùng sẽ uống phòng lên Sử dụng kỹ thuật uống trực tiếp nha mọi người Tể đầu ngọn thì mình phải tể cho nó đều Tể lớp này xong mình sẽ tể lớp khác Chứ đừng có lấy một lớp tỉa hoài Nó mỏng lớp đó Đó mình tể lớp 1 xong mình qua lớp 2 Mình tể lớp 2 xong mình qua lớp 3 Mình tể lớp 3 xong mình qua lớp 4 Đó Tể từng lớp từng lớp cho nó đều Tay Cứ như thế là mình làm hết đầu nha cả nhà ơi thì cái uh, kiểu tóc này phù hợp với gương mặt như thế nào? Thì kiểu tóc này phù hợp với gương mặt hình trái xoan hoặc là gương mặt nhỏ nha. Các như vậy nó sẽ mở rộng khuôn mặt ra. Còn khuôn mặt tròn thì mình phải cắt cho hai bên nó chuối về trước nha để cho nó che lại cái phần xương của gò má và cái má của mình nó tròn quá thì phải để phủ cho nó che lại. Thì bên th bên phải chúng ta cũng tỉa như thế mình có thể tỉa sâu vào 3 đến 4 cm chứ không phải nhất thiết là phải tỉa ở cái đầu ngọn 1 cm nha. Mình có thể tỉa sâu vào nữa. Khúc đầu mình tỉa khoảng 2 cm, khúc sau mình tỉa xuống 3 cm. Và bây giờ hùng sẽ tiến hành ép sai cái tóc này, phá cái ngôi cái tóc này. Cả nhà thấy nó bị xoăn không ạ? Nó xoăn nó mọc cái chẻ tùm lum á. đó Hùng sẽ sử dụng thuốc ép sai hoặc là thuốc dũi Để bôi vào phần chân tóc Lưu ý khi mình ép sai mình phải bôi sát chân Những da đầu nào nhạy cảm Bôi vào có thể bị đỏ nha mọi người Nên lưu ý khi mình bôi vào cái chân tóc sát da đầu á, Mình đi thuốc yếu thôi à Được chưa? À? Còn phần dưới mình phải thể đi thuốc mạnh hơn Phần trên thì Hùng sẽ uống trực tiếp luôn nha mọi người Uống trực tiếp ở phần gọn Nhưng dùng kỹ thuật là uống nóng để tạo cho nó có độ phòng à. Bôi lớp nào cuốn lớp đó Lưu ý khi mình uống trực tiếp á, Cái lớp đầu tiên Mình bôi 3cm 4cm thì mình phải Các lớp còn lại phải đều bôi 4cm Vì khi bôi uống trực tiếp Bạn bôi hút đầu là 3cm Khúc sau bạn bôi 4, 5 Hoặc là bên trái bôi 5 Bên phải bôi 3 thì cái độ xoăn nó sẽ khác nhau nha lưu ý hùng điều này à, hùng sử dụng cây xương là 22 nha mọi người hai à, à, 20 24 cây xương 24 nha vì tóc này là tóc to sợi khỏe nên chỉ người ta chỉ muốn cho nó có độ phòng và bay thôi à, Hùng, nha. Hùng xin thắng lại Uống như thế này Mình gọi là uống trực tiếp uống nóng trực tiếp và bôi thuốc lên xong rồi cuốn luôn còn uống gián tiếp là mình bôi thuốc xong mình đi xả nước sau đó mới cuốn xương lên nha cả nhà thấy uống gọn hòa nhanh gọn đối với tóc tự nhiên như thế này hùng sẽ kích nhiệt độ khoảng là 10 phút 100 độ thôi ạ à. rồi cả nhà đây là kết quả sau khi dưỡng phần đuôi và uống phần trên nè à. cả nhà thấy tóc bồng bềnh tự nhiên không ạ ok à? luôn kiểu tóc này mình có thể tém tay ở phần hai cái bát nha cả nhà, sau đó phủ phần mái xuống. Cả nhà xem xong thấy ha. hay nhớ like share cho mình nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất của Hùng nha. Bye bye.